Rồi, kính thưa quý vị các bạn, đây là bản tin thứ hai. Và bây giờ là gần 17 giờ 30 phút. Đó. Ở trong sân bay Phú Bài được có 3 cái ghế là sung sướng không? Trời ơi, các chị coi như là ngồi. Cái này mà trả tiền cho ngồi cho tới đợi chuyến bay mình chắc là hết tiền luôn á. Đó, nhưng mà không phải ai cũng có được 3 cái ghế đó đâu nha quý vị các bạn đó. Rất nhiều người đâu có ghế đâu, phải ngồi coi như là ngồi sẹp dưới đất hết. Trời ơi. Đó, và theo như mình nhìn thấy thì hình như là cái số lượng hành khách ngày càng đông tại cái sân bay Phú Bài này. Thương nhất là các bé đây nè, bé này nhỏ xí xí à, mình chưa biết mấy tuổi, không có biết ý. Con gái không có biết luôn á. Ngồi chơi vui vẻ lắm luôn, trong khi là các cô, các chú người lớn thì rất là đuối, rất mệt. Còn em thì em cứ ngồi em chơi dễ thương không? Bởi con nít vô tư gì đâu á. Nè, có chị hai đi, đưa tay đi nào đi. Đi nào, đi nha mày nhé. Đó, ngồi la liệt hết. Đây, chào con. Con gái mấy tuổi con? Thương nhất là các cháu nè, chứ còn mình thì mình người lớn mình chịu kiểu gì cũng được hết. Con định lại bắt đây. Con mấy tuổi rồi? Dễ thương quá. Con cũng bay vô Sài Gòn luôn hả con? Dạ. Ôi, hầu hết là vô Sài Gòn hết. Rồi bé này còn nhỏ nữa. Trời ơi. Con mấy tuổi con? Cười, ảnh cười dễ thương không? Trời ơi, la liệt. Đó là cánh bên trái. Rồi qua đây bên cánh bên phải. À, cái gì bạn nhìn thấy không? Đó, cánh bên phải này đông lắm luôn. Rồi, tiếp tục quý vị các bạn, đây bản tin thứ hai tiếp tục. Đây là đoàn của mình. Rồi hy vọng có tin vui, không biết có tin vui không nữa. Đó, cánh bên đây là bà con nằm cũng la liệt luôn, thấy thương không? Ồ, sắp đi rồi. Ồ, cái gì các bạn ơi, mến luôn. Thiệt luôn hả? Yeah. Mừng quá. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, nó sắp hạ. Tại vì tí về Sài Gòn cho quý vị. Tưng bừng. Yeah, về Sài Gòn. Con gọi thấy bà con đang phải chuyến mình không? Cảnh bỏ trận. Bỏ trận. Rồi thôi mình cũng còn lấy đồ. Thôi tới rồi. Rồi thôi lo. Gì đó bạn. Nhà mình ra tới đây là 11 giờ rưỡi và bây giờ là 17 giờ 30, tức là quý vị các bạn cũng hiểu rồi đó, là 6 tiếng đồng hồ. Ở tại sân bay mà cũng chưa biết luôn. Ship một chút xíu nữa là coi như là mình ra mình xin đổi vé để mình bay về luôn rồi. À, để mình đi vô Huế lại ngày mai mới bay về. Đó, nhưng mà tính tới tính lui nói thôi ráng ngồi chờ chút, nghe có thông tin là 18 giờ sẽ được ra sân, sẽ được boarding để lên máy bay, nghe mừng quá. Nên ráng ngồi chờ. Mình mới vừa đi vô toilet thì đó mọi người nhìn thấy cái cảnh tất cả bà con cô bác là nằm dài hết. Ồ, trên kia rồi. Bây giờ tôi đi. Đây là cái chuyến bay của mình thôi. Yeah.
giết chết rồi. Sao vậy? Dạ dạ lâu lắm rồi, em nghĩ lâu rồi. Dạ dạ. Cho mình nè. Dạ thưa anh chị. Dạ. Sao mà nó thắc mắc giá TP mặc độ mình đẹp như TP. Dạ. Dạ. Dạ dạ. 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 Chết cha. Cái này chắc phải chuyển lời đến đây tổng đốc HTV. Dạ. Dạ đúng rồi. Khán giả quan tâm thì khán giả mới hỏi chứ còn không khán giả không quan tâm thì khán giả hỏi làm gì đúng không? Dạ. Có thấy mọi người rồi, mọi người tưng bừng nhộn nhạo bên kia. Mừng quá. Như kiểu Việt Nam vô địch. Ôi trời ơi. Rồi, bây giờ dự đoán 8 giờ của tôi rồi đó. Đã là sự thật rồi, đã có người ta đi vô rồi cho nên là chắc chắn rồi, xua. Đây là bản tin thứ hai và cũng là bản tin cuối cùng được tường thuật từ sân bay Phú Bài, tại vì bản tin thứ ba là mình về tới Sài Gòn. Chút xíu sẽ đón tiếp. Sẽ tiếp tục với bản tin thứ ba lúc mình xuống sân bay thôi chị nhất. Coi như là ngày truyền hình tường thuật trực tiếp còn hơn cả CNN nữa đúng không quý vị các bạn? Đó, trong khi đó thì cũng có rất nhiều những cái hành khách khác. Thôi, các chị ngồi phía sau đang ngồi lua thấy thương quá. Đó, lo ăn. Vietjet. Rồi, đây là chuyến đi sau mình. Ủa, chuyến mình có chuyến bay chưa? Có giờ chưa? Ủa, cái này là Vietjet phát cho mình đó hả? Trời ơi, Vietjet phát thấy thương quá nè. Trời ơi, thấy mấy cổ lua thấy thương luôn. Nãy giờ ngồi kéo... Đây là lần đầu tiên mà em ăn được dĩa mì ngon nhất trên đời luôn á. Dễ hả? Trời ơi, thấy... ngon lắm luôn á. Không sao đâu, từ giờ tới tối nay em sẽ được còn ăn hai dĩa như em vậy nữa. Em quá ăn cho mẹ em. Em yên tâm đi, em sẽ được ăn hai dĩa nữa. Tại vì chuyến của em là sao vào lúc 11 giờ đêm á. Cái này gọi là chọc chúng chửi. Thôi anh tạm biệt nha. Good luck nha. Hy vọng là tụi em được về trước 12 giờ đêm nha. Chào tạm biệt nha. Chảnh anh ấy. Chúng ta có quyền chảnh này, chúng ta sắp sửa lên nữa rồi. Dạ thôi anh chị về sao? Anh chị cho đi chuyến cái nào vậy? Vietjet. Dạ. Dạ thôi em tạm biệt anh chị nha. Tôi qua xếp hàng đi, lỡ đổi ý chậm lại cái chết luôn á. Bảy ba đọc giống như sổ số vậy, giống như sổ số kiến thiết vậy. VN1373. Dạ. Trời ơi, có cái bài báo gì giết mình là người đàn ông lè loẹt vậy trời. Người đàn ông lè loẹt. Xếp hàng vô đi, nó không còn lát ở lại đó. Xếp hàng vô. Rồi, quý vị các bạn thân mến, như vậy là hồi nãy mình cũng chia sẻ với quý vị các bạn là mình gọi điện liên tục. Gọi điện cho vài bạn bè ở trong Sài Gòn cũng có, và cũng nghe nói là trong đó là chính xác là 17 giờ đã bắt đầu cho một hoạt động trở lại. Thì thực sự mình cũng không tin nữa, mình cũng nghĩ là đây là chắc là họ sẽ trấn an cho các hành khách thôi, nhưng mà thật sự là cuối cùng là đúng thật. Rồi mình cũng gọi cho bạn bè ở Huế, cũng liên hệ với lại cái ban quản lý sân bay Phú Bài này, họ cũng nói là cái chuyến bay mình đã được lên kế hoạch vào lúc 20 giờ. Đó, mình nghe 20 giờ là mình thấy cũng đang rầu rồi, nhưng mà cuối cùng là không phải là 20 giờ. Đây quý vị và các bạn thân mến, báo mình 20 giờ đây. Anh, hệ thống bay đã bắt đầu mở lại.
bên VNA kiểm tra đoàn xong, đoàn Anh đã làm thủ tục xong. Bên VNA, Vietnam Airlines đang sắp xếp cho chuyến bay của mình trước 20 giờ. Đây là thông tin em vừa nhận được, còn có thay đổi gì nữa hay không thì em không rõ. Trời ơi. Rồi em bé kìa, em bán ngủ luôn à. Dạ. Dạ chào anh Đức. Dạ. Tại chuyến bay mình 1 giờ. Dạ 1 giờ 20 giờ, dạ cho nên được về trước. Sung sướng, sung sướng. Rồi quý vị các bạn thân mến, mình đã tính tất cả mọi phương án rồi, là đã tính luôn là một là sẽ quay trở lại Huế ở lại một đêm nữa, rồi hoặc là sẽ ra ngoài rồi xong rồi bắt xe đi ra Đà Nẵng luôn, ở chơi một đêm nữa cho bỏ kẹt. Nhưng mà thôi, ý trời, bởi giờ phải đi về đi làm. Đó, đó thì bạn nghe chưa? Rồi. Máy bay đến trễ. Chúng tôi xin thông báo đến quý khách giờ khởi hành ngay sau khi có thông tin mới. Đó. Thông báo khi có thông tin mới là hiểu rồi, là nó sẽ ít nhất là vài tiếng đồng hồ. Thôi mình nghĩ là thôi cũng vui và may mắn rồi. Thôi xin được khép lại bản tin số 2 ở đây. Hẹn gặp lại quý vị các bạn tin ở bản tin số 3 để mình về tới Tân Sơn Nhất. Nếu có cái gì có thể chia sẻ lại cho quý vị các bạn một số hình ảnh thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cập nhật cái bản tin số 3. Còn nếu không có gì thì thôi, cũng xin gửi lời cảm ơn quý vị các bạn nha. Hãy chờ xem đó bản tin thứ 3. Xin chào tạm biệt.